tra nó hỏi kỹ xem là có cái gì bất thường không để biết chữa vào đây bắt bệnh. Vâng. Quan bán là nhanh hơn. Thế thì chắc chắn phải chữa cái gì bắt được nhanh chứ. Bây giờ phải con máy trả rõ nguyên nhân tự nhiên là nguyên nhân chết thì khó. Phải dò mãi đi ra. Vâng. Dò mãi cho thấy biết chỗ nào mà dò. Đúng rồi. Con em thế thôi. Thì dò đấy ăn bạn dò đấy khác nhanh nhiều đúng không phải sống luôn cũng bị nhanh mà không được lâu cứ đến bệnh viện mà khám đi à, đúng rồi bệnh viện thì chẳng hề biết khám gì cả đúng thế nào đau bụng thì kiểm tra bụng đau động bụng ở chỗ nào đấy cái nóng thì chẳng nóng gian máy luôn ngồi mà ngồi nóng cao mới hết pin pin sạc lên còn nóng khó đến kẹp không ăn gần 1A rồi. Đấy nhá. Không lấy được ngay đâu. Ngay phải 2 tiếng mới làm được. Mà chi phí không hề rẻ. Bao tiền anh? 3 lít giá thợ. Khách lẻ là 5 lít. Quan trọng là cái giá. Các bạn là chỉ thế bảo là viết chỗ anh Phúc của thôi bảo làm giúp anh thôi. Vì anh sang Phúc nhiều em sang gặp anh nhiều lần rồi. Vâng. Và thôi làm giúp anh kèo máy của anh. Còn máy của khách thì phải lấy giá khách. Vâng. Ngày cái anh Phúc thuê máy anh Phúc dùng thì vẫn phải lấy từ nhìn đâu biết không cái gì cái chỗ anh em tin tưởng em qua nhờ anh tôi nhìn đâu thấy đảm bảo là không ai lấy ra dưới 3 lít tối thiểu là 4 lít vâng, tối thiểu cảm ơn này. chưa bắt bây giờ không phải bây giờ mới xong ok iPhone 6 ăn nguồn do lỗi xe wifi bạn nhìn kèm nguồn đầu ăn rất cao này. Kẹp cái xe wifi nóng chảy lên bây giờ phải kỹ được chỗ này không? Có cho anh nha, nhìn này đấy bắt đầu nóng lan rồi này. Thay đổi chưa? Thấy thay đổi không? Nhìn khác màu ấy chưa? Màu nóng đây đang lấn rồi lan lên ra đây, tí là hết mà lấn đi đâu? Đấy, anh ánh lên chưa? Thấy đầu tiên rộng bây giờ mới hẹp rồi vậy rồi cho một tí nữa đi nào đằng nào là hỏng gì hỏng lan hết ra chỗ đấy mà đưa xem nguồn này nguồn ăn không phải 5 rồi không phải 5A quá lớn so với tiểu cho phép chuẩn của nó là khoảng không phải mấy A kèm không này làm gì ăn nguồn đâu đây là chưa đem phần nguồn đâu về không đúng không đây nhìn loang cái sáng chưa bỏ đi nhìn thấy chưa rồi đấy. Chung là khi mà chưa khởi động ấy thì nó phải về không như này. Đấy, lắp vào phát là lên khỏi 5A là ăn nguồn đã. Thử mài thử xem nào. Lỗi xe phải bỏ thay luôn như này. Giờ phải xử lý nào? Thay xe khác. Đóng ra thay xe khác đúng không? Xe là hết nóng ngay rồi. Lúc bỏ đi xe là hết nóng ngay lập tức máy lên nguồn bình thường ngay. Nó đã ăn nguồn một cách khủng khiếp. Nước ra cách ly phát là xe không ăn nguồn nữa. Người ta chờ quả thì không làm được. Làm dừng được cái quả đi. Wi-Fi ra này, kéo kéo trước này. Đây là gạt keo. Kéo keo. Gạt thì keo cứng nó phết đấy. Thank you.
đủ nhiệt mới ra được. Đó không hết keo này thì cạnh lên sẽ bay cái dây khác lên. Nhẹ tay nha, căng mạnh tay là cần xuống dưới là cũng chết. Chết gì rồi sao, chết ram hay sao? Nổ gì đục to thế nhỉ? Nóng lắm đâu mà to thế nhỉ? Mới chết ram làm sao chết được ram dễ thế? Thấy thế giống vỡ ram lắm. Vừa phai sao làm sao chết được ram? Giống như nổ ram mà. Đèn chết rồi, xin wifi nha, chết rồi ram ra mặt bên ấy, nhưng mà xa lắm sao nổ được, dễ nổ lúc đấy. Hút sạch thiếc thì phải cạo sạch keo đi mới đóng được cái xe mới vào. Xong đục xong rồi, xem ăn nguồn không nào. Sao mày sống không này, chết rồi. Mày đã hết ăn nguồn. Mày đã không hề ăn nguồn tí nào nữa. Hết ăn nguồn đúng không? Ăn nguồn, bật thử sang lên nguồn đúng không? Xong, tưởng chết ra. Xong cho. Không có dây là cho. Dây ngắn, cho trong cái dây kèm nguồn đấy. Giờ kèm nguồn vào kiểm tra lại, gỡ IC wifi rồi máy không hoạt động sống bình thường, đang hoạt động bình thường, đang tích khi khởi động nên ăn dòng cao. Khởi động mà dòng khởi động là sao lên màn hình chính rồi. Mày đang ở màn hình chính á? Màn hình chính đấy, về này tắt màn hình, thử bị tắt này. Đấy, đang màn hình ngủ rồi đúng không? Màn hình rồi đó, thì đang bốt lại, thì cả lốt lại một tí thì máy mới khởi động. Rồi, ok, đi ngủ. Gần như không thiếu điện máy. Ok.
này đang bắt đầu tìm kiếm. Ok. Cách ly rồi thì đã thành cách ly thành công, giờ thay wifi mới lại ok. Hết ăn nguồn rồi, IC cũ chết đây này. Rồi, IC cũ đã hỏng. Giờ phải cạo keo mới đóng IC mới cơ. Được rồi, đóng IC mới. Cạo sạch keo trên thân này, đầy keo làm nhàm như thế. Đâu? Nhìn kia mình thấy nghiêng nghiêng, tí cạo lộn rồi bây giờ. Ở đây rồi, thấy rồi, thấy làm nhàm rồi. Thấy chân cao chân thấp không? À, thấy rồi. Không phẳng, đóng thấy không ăn. Thấy keo lồm nhồm rồi. Vậy lại khó nhiệt vào để cạo. Dùng nhiệt cạo chứ. Còn keo cho đóng mới đóng được. Cạo đi keo cả mảng rồi. Nổ bị từng nổ giam ấy. Nó là nổ con này bị nóng cường cao quá. Hở xịt con ấy ra, wifi ra. Kéo ra cả mảng kìa. Thật ra cái keo này để nhà sản xuất gia cố lại cho linh kiện. Tăng sức chịu đựng của nó ấy. Tăng khả năng rất chấn động thôi. Ừ. Nhưng mà cũng rất nguy hiểm. Nguy hiểm được sửa chữa, nó không bao giờ làm sửa chữa này đâu. Như làm không khéo là keo sẽ là gây hại. Vì khi nóng keo giãn nở không đều. Giống như thằng LG ấy, bệnh đột tử LG ấy, cũng do keo đấy. Không, là keo đều hay sao ấy. Không biết, như nếu mà không có keo thì chạy bình thường. Trên đời LG G5 không có keo không hề đột tử. Hay là chip do chip snap của nó quá nóng không biết được. Đúng rồi, chạy cái chip kia nóng quá. Không, nóng quá xong không nở, giãn nở không đồng đều. Keo nó bị nhiệt độ cao quá. Giãn nở không đồng đều dẫn đến tình trạng hở chân IC. Cựa nhấc chân lên rồi đấy. Này không, keo ra cả mảng này không. Cạo êm rồi cạo mạnh xuống chảy mền ra thì lại chập. Trong wifi chập chết máy luôn. Đóng wifi nói này rất nguy hiểm đấy. Nhìn có vẻ dễ thôi. Nhưng cái app wifi nó đi từ nguồn là đi thẳng vào CPU. Đóng chập một phát là chập cả chết CPU luôn. Không cứu được luôn. Wifi khá nhạy cảm đấy. Nghĩ thì có vẻ đơn giản. Gần phẳng fuse chưa? Con mắc này thì đóng không đã ăn. Xong đẹp phẳng phiu sạch sẽ. Trông khá cảnh chưa? Ê, giờ đến của IC không thay vào đây nào.